Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Mùi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, lọ bảng thổ, ngày Tân Mùi tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, lọ bàng thổ, kỵ tuổi, ất sửu, đinh sửu, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành một cục, xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý sửu, đinh sửu, ất dậu, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Hoàng Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng, sao Thần Cách, kỵ về tế tự, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Cái điều này tác động khiến cho bạn tuổi Tý rất dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh. Bạn mệnh tuổi Tý không nên kiêu ngạo, cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất, nên không nghe lọt tai ý kiến của người khác. Chính cái điều này sẽ làm cho bạn gặp phải không ít những rắc rối trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Tý, rất có thể thái độ làm việc như vậy của bạn sẽ khiến cho những kẻ tiểu nhân nhân cơ hội này để lợi dụng bạn. Do đó, bạn hãy thật thận trọng mỗi khi đưa ra quyết định, đừng quá mức nóng vội và chủ quan, kẻo lại rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc, cái điều này còn cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang tồn tại những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bạn với nửa kia, và nếu như bạn cứ tiếp tục ngó lơ đi như vậy thì tình cảm của cả hai người càng nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, bạn trở nên xua đua thắng thua với người ấy làm gì nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, dễ mắc phải bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không nên chủ quan, lơ là trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 60, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân,
tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điềm báo sự nghiệp của bạn phát triển theo chiều hướng xấu, và ngày này với bạn tuổi Sửu dưới sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, cái điều này làm cho bạn dễ gặp phải những khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng như là quen thuộc và đã làm từ trước đến nay rồi đó nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, bởi nếu như bạn quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây thêm phiền phức về cho mình. Tốt nhất là bạn hãy hoàn thành nhiệm vụ được giao, được phân công nhé. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên tránh gây mâu thuẫn với bạn bè hay là đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và nếu như có ý kiến bất đồng, đôi bên cũng nên trao đổi một cách có thiện chí, chớ nâng cao quan điểm của bản thân mình bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực khi đối diện với công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy chớ nên chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc hàng ngày. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ bình tĩnh khi trao đổi các vấn đề. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc hạn chế mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần đang có được tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, cho nên nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người và cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn. Với bạn tuổi Dần đang được giao cho phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng trong ngày hôm nay nữa nhé. Và đây chính là thời điểm để cho bạn tuổi Dần vươn lên, khẳng định bản thân mình. Bạn cũng đừng có chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Bạn có khả năng của riêng mình và chẳng hề thua kém bất cứ ai cả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay là mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội đi chăng nữa, với bạn tuổi Dần cũng không trút giận lên nửa kia của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy làm việc nghiêm túc, cẩn thận, đạt được thành tích tốt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa được nhiều người tin tưởng, giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ không nên chần chừ, do dự trước các cơ hội trước mắt mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, công việc căng thẳng đến đâu cũng không nên trút giận vào người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng giữa hai người. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày công việc của bạn tiến triển tương đối là thuận lợi nhờ gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Song vì chưa đánh giá chính xác về năng lực của bản thân mình mà với bạn tuổi Mão đang có nhiều tình huống trước mắt, cho nên đôi khi khiến cho kế hoạch của bạn đặt ra chưa thực sự phù hợp với hiện tại. Với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn mệnh cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc
nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng. Và nếu như còn nhiều điều băn khoăn, bạn hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh mình trước cái đã nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng chạp năm Tân Sửu. Ngày này theo hải thượng là ông, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng tốt sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đánh giá khả năng của mình chính xác hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nên tham khảo ý kiến của những người xung quanh trước khi quyết định. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thích hợp khám chữa bệnh, quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tin tưởng vào mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 92, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn khó tránh khỏi những sự tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thìn, bạn nên tự xem xét lại bản thân mình trước khi tranh cãi hoặc là oán trách người khác nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn mệnh vốn là người kiên định và có chí tín thủ, nhưng bạn không tài giỏi tới mức phải bỏ ngoài tai những lời hướng dẫn hoặc là lời khuyên bảo của người khác. Với những hành động mù quáng hiện giờ của bạn có thể sẽ khiến cho bạn phải hối tiếc về sau này nữa. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang rất tốt đẹp. Và nếu như bạn đang còn độc thân, có ai đó có ý định tiếp cận với mình, bạn nên mở rộng lòng mình ra và cho người ta một cơ hội, cũng như là cho mình cơ hội xem sao bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên tự kiểm điểm bản thân mình để nhận ra khuyết điểm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chớ nên coi thường lời góp ý của người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên cho mọi người cơ hội tiếp cận với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn chú ý và dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia, nhờ đó mà đôi bên càng lúc càng trở nên khăng khít và thấu hiểu nhau hơn. Trong ngày thứ ba này, đối với những bạn đang còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác giới. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có tiếp tục sống mãi trong thế giới riêng của mình như vậy nữa. Hãy bước qua quá khứ và cho người khác mở cửa trái tim mình. Bạn có biết mình là người rất quyến rũ nữa hay không nhé? Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người có tài năng nhưng dễ hài lòng với thực tại. Và nếu như bạn cứ tiếp tục trong tình trạng này, bạn sẽ dễ dàng rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ, thậm chí là bị thụt lùi so với mọi người xung quanh. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng hơn nữa trong năm nay bạn tuổi Tỵ nhé.
về câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nhận được sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không nên nhốt mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, dễ bằng lòng với thực tại, không muốn phấn đấu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy cố gắng hơn trong năm mới. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 65, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp nâng đỡ. Cái điều này cho thấy ngày hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn tuổi Ngọ tiến hành về đầu tư, hợp tác làm ăn. Với bạn tuổi Ngọ nên phát huy về khả năng nhìn nhận, đánh giá tình hình chuẩn xác của mình nếu như bạn muốn tìm được những mối đầu tư, hợp tác làm ăn hứa hẹn nhé. Và trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, bạn là người càng quen biết lâu càng được người khác yêu mến. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn nên chú trọng hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Cái điều này sẽ tạo đà cho sự phát triển trong sự nghiệp tương lai của bạn về sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy trong gia đình với bạn tuổi Ngọ luôn cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của con cái của mình bằng những cách thường xuyên giao lưu, trò chuyện mỗi ngày với con cái. Cha mẹ và con cái chính là những người bạn của nhau nữa rồi đó nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tìm được những mối đầu tư hứa hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thường xuyên trò chuyện với bố mẹ con cái. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 88, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi đang phát huy được chí tiến thủ, độc lập, mạnh mẽ của mình. Và một khi đã xác định được đích đến cho mình, với bạn tuổi Mùi sẽ cố gắng bất chấp mọi người xung quanh phản đối thì bạn cũng sẽ thực hiện cho bằng được nữa nhé. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Mùi, bạn dễ dàng rơi vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè vì ý kiến bất đồng. Với bạn, trở nên coi mình là nhất và bắt mọi người phải nghe theo một cách vô lý như vậy. Bạn hãy học cách trình bày vấn đề sao cho thuyết phục mọi người hơn. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần và Tài Thần hướng Tây Nam. Đây là hướng tốt giúp cho bạn gặp phải những rắc rối cũng được giải quyết một cách ổn thỏa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có chí tiến thủ, không sợ khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè vì có ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, không nên tự quên mình là nhất. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy học cách trình bày vấn đề sao cho thuyết phục hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi.
Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ trở nên rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Bạn mệnh tuổi Thân có thể dễ dàng gây được ấn tượng tốt với những người khác giới ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên nhờ vào phong thái của mình. Tuy nhiên ạ, trong ngày này, nếu như bạn là người đã lập gia đình rồi, thì bạn lại cần phải giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới. Đừng vì một chút ham vui mà làm ra việc tổn hại tới gia đình, hạnh phúc gia đình, danh tiếng của bản thân mình nữa nhé. Trên phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày hôm nay. Cho dù bạn không hài lòng với quyết định của cấp trên đi chăng nữa thì cũng chớ có nóng nảy, nghĩ gì nói nấy nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy thu hút được ánh mắt của những người khác phái, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ không nên buông thả thiêu cảm xúc nhất thời của mình, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc chớ nên mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày hôm nay, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim có cách cư xử thích hợp với những người xung quanh. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 91, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này đem đến cho bạn có được nhiều vận may, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán trong ngày hôm nay. Ngày này, với những định hướng mà bạn tuổi Dậu đã lựa chọn từ trước dần mang lại hiệu quả rõ rệt cho bạn và bạn có thể thu được lợi nhuận khá chi là nhiều trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi Dậu, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình, đừng dễ dàng hài lòng với thực tại. Bạn vốn là người có tài và bạn vẫn chưa phát hiện hết khả năng của mình mà thôi. Vì vậy, bạn hãy để cho mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác, con mắt ngưỡng mộ trong tương lai của mình thì bạn cần phải phấn đấu hơn nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống mỗi ngày. Bạn tuổi Dậu tin tưởng vào nửa kia và đôi bên luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm của hai người nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa tìm ra định hướng phù hợp với bản thân, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ nắm bắt được tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 59, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn, khi với bạn tuổi Tuất rất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói của mình, bởi bạn thường nói những gì chỉ tuân theo cảm xúc nóng nảy nhất thời của mình mà thôi đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, bạn biết rằng chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến cho những khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Bạn cần phải nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn thì mới dễ dàng tháo gỡ được những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy nhiều khi bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến cho những việc đơn giản nhưng lại thành ra phức tạp. Bạn hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác xem sao, bạn sẽ tìm ra được nhiều hướng giải quyết sao cho công việc được hiệu quả và bạn sẽ cảm thấy đơn giản đến bất ngờ nữa luôn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, dễ gây tổn thương cho người khác vì không để ý tới cách diễn đạt của bản thân. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, quá cố chấp với những suy nghĩ của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, đừng phức tạp hóa mọi vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, không nên quá lo lắng khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 74, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ xung khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi Hợi với người nhà đang không được yên ấm cho lắm, thậm chí với bà tuổi Hợi đang có thể cảm thấy lạc lõng vì toàn phải nhận lấy sự phản đối của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong những quyết định lớn lao của mình trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Hợi, trước mắt bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình xem sao. Hãy tự đánh giá xem các quyết định của mình liệu có sai sót ở đâu hay là không. Vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người? Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người nghiêm túc và có tính kỷ luật cao. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho bạn thường xuyên trở nên cứng nhắc, hạn chế trong việc tiếp thu những cái mới. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, hãy thử học cách cởi mở hơn, bạn sẽ thấy mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều với bạn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, không nên thất vọng với thực tại trước mắt mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, suy nghĩ cứng nhắc, cần phải học cách thay đổi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, làm việc có chừng mực, chú ý cách cư xử của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.